Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Minh cho chị hỏi em hát lâu chưa? Từ lúc em hát bắt đầu em hát á. Thật ra thì em thích hát và cũng có tập hát này nọ, nhưng mà em không nhạc hả? Dạ không, nhưng mà chỉ nghe nhạc là hát. Lâu chưa? Làm lâu chưa? Thì thích từ nhỏ. Dạ. Tại vì chị nghe giọng của em thì chị cũng biết là em là có tâm hồn yêu âm nhạc dữ lắm rồi, với lại cũng hát cũng tập nhiều lắm mới hát được vậy. Và chị nghe cái giọng của em làm nói sao ta, nghe nó tình cảm mà em cũng biết rất là chuốt chữ luôn. Chỉ có những cái chỗ em được hơi mình chưa điều tiết được á, nó tự đẩy lên cái chữ nó to lên chưa. Thì khi hát á, mà nếu mình đẩy hơi đều thì nó sẽ cái giai điệu nó đi mượt mà lắm. Thì có vài chỗ em bị đẩy cao lên, nhưng mà chị nghe là chị biết là rồi, người này người thường hát rồi. Kiểu là người rất là yêu âm nhạc hát á. Chị chúc mừng em là có một cái đó nha. Em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn các bạn.